Hôm nay mình sẽ chuyển sang một cái style mới, không có nấu ăn hay là trò chơi thử thách gì nữa hết. Mình sẽ trở về với những cái trò chơi trong những cái năm hồi đó, quá khứ tuổi thơ dữ dội, trò chơi trốn tìm. Trốn đây là cái gì trời? Mày biết bắt trốn không? Biết. Bắt trốn mà trốn tìm đó. Quá quen thuộc với cái trò chơi này rồi. Đầu tiên là mấy em này sẽ sử dụng tay trắng hoặc tay đen để tìm ra cái người dở nhất. Chốt. Tay trắng, tay đen. 1, 2, 3. Yeah. Hai này quẳng tụt tiền nhau tìm ra người bắt nha các bạn. Giờ mình là người bắt nha các bạn. Đây là cái cột bê tông. Giờ mình nhắm mắt lại, mình đếm đến 500. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 55, 100, 50, 15, 20, 25, 25, 25, 55, 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
Chán đầu tiên thì bạn Vũ Thanh sẽ đi bắt nha các bạn. Ba chốt anh đưa tao đi bắt đó nha. Giờ mình bắt nha. Nó đâu hết trơn rồi trời. Chính là tiền với lại mật định. Tu thằng mập mình nó chạy chậm quá. Thế bây tuần sau đó nha. Thằng mập để chạy chậm mà còn cản đường mình nữa các bạn. Bởi vì mình chạy nhanh không có được. Đôi dép của Ngọc ở đó chắc nó trốn trong cái nhà này rồi. Ngọc ơi, nghe đi Ngọc ơi. Mày không thoát khỏi tay tao đâu con trai à. Oh no. Đứng chạy đi sao Ngọc, có chút xíu à. Ủa, thằng nào ngoài đứng kìa. Các bạn, đây là đôi dép của con Da Đen nè, đây là đôi dép của con Phát nè. Chắc chắn là nó trốn trong nhà đó. Trời, chạy đi Da Đen. Đi đi. Mình tính trốn vô khác nhưng mà mấy đứa này dặn trơn rồi các bạn ơi, tức thiệt chứ. Toàn có một mình Phát à. Phát ơi, ra đây, mày không có khỏi tay tao đâu. Rồi ông Phát trễ rồi quê. Vậy là ra ngoài này, ai bị bắt ra ngoài này đi. Ủ quế với nhau tìm người bắt tiếp theo. Nhiều ga hết bay. Nhiều ga trắng ga nè. Rồi, đủ ga bắt. Có mình thằng này là nó có tay đen à. Bắt đi. Đếm 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,
đây để tao chui cho. 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
Đông hết trời. Còn chút xíu à. Anh ra đây mẹ anh lựa chỗ trốn luôn mà. Chứ anh không có nghĩ là lúc chạy ra anh bị bắt kẹt. Chứ là phải cô nè, xong chứ nghe. Ờ, chạy xong chút à. Này, cô có ai
còn một đứa nữa. Thanh niên này tính ta đường trốn không à, tới hồi chui ra bị mắc kẹt. 5 minutes later. Cái dáng thứ hai là Tiểu Cường bắt phải nó quá đẳng cấp các bạn. Còn mình phát là để tha luôn. Còn phát phải không? Dạ. Là tính bắt hay là tính bỏ? Dạ bỏ luôn. Bỏ, nói lớn lên cho nghe. Ra đi bé ơi. Ra bé ơi. Thấy nằm ở đây mũi cắn chết luôn á. Nãy giờ mày trốn đâu mà kể dư phát? Bí mật của người ta hỏi làm gì vô duyên đúng không mấy đó? Dạ. Chỗ trốn của người ta. Rồi giờ mời mấy em bị bắt vào trong này quẳng thù tì nhau đi. Ủ quế quẳng thù tì gì đó. Mấy đứa bị bắt. Mập đó nó tung được mà. Gom lại. Ghê có mấy đứa? Ba đứa. Ba đứa à hả? Ồ khoan. Từ từ. Tay trắng đi ra rồi. Yeah. Anh em tương tàn nè. Quẳng thù tì. Yeah. Ăn rồi. Gián này An Ngọc sẽ bắt nha mọi người. Khoan. Gián thứ ba này mình sẽ không có chơi bắt trốn ở đây nữa, bởi vì cái khu vực xung quanh đây thì đã bị phát hiện hết rồi. Giờ mình sẽ đổi địa hình. Đó, ra ngoài sau vườn trốn đi cho nó. Yeah! Đây, địa điểm mới của mình nha các bạn, một cái khu vườn. Đó, bây giờ mời bạn Ngọc đi lại cái cây này. Cái cây này chính là cái địa điểm để mà cho các bạn tung ha. Người nào tới trước lấy cái tay gõ vào cái cục UU này ra nè. Đó, gõ vào một phát, nhớ chưa? Đếm đây, 5, 10, 15 cho tới 500 nha, mấy đứa kia trốn lẹ đi nha. 15, 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 15
500, giờ mình bắt các bạn. Dính tiền, dính mập, tung tung. Nàng ơi, mập này leo lên cây của mình bắt luôn. Người ta nói cái nơi nguy hiểm nhất là cái nơi an toàn nhất đó. Wow. Con, thằng ơi, nhỏ nãy nhanh. Giờ đi hốt da đen với Tiểu Cường nha các bạn. Nãy nghe tiếng đâu bên đây nè. Đi thẳng, con. Giờ mình đi kiếm Tiểu Cường với da đen nha các bạn. Lốt tiêu chạy. Nàng ơi, Tiểu Cường nãy nhanh. Còn chỉ mình da đen không nghe các bạn. Da đen ơi, chung kỹ vô nha. Ngọc đang tới đó. Còn một mình thằng da đen nữa thôi, gắng kiếm đi. Có bên đây không? Không rồi, chắc bên đây nè. Dính da đen rồi nghe các bạn. Tung. Rồi. Là còn ai nữa không? Không. Hết rồi phải không? Dạ. Giờ ai bị bắt gom ở đây, tay trắng tay đen quẳng tụ tỉ nhau tìm người chơi ván cuối cùng. Nhiều ga ớt bị. Nhiều ga phải không? Nhiều ga nè, có mình thằng này bị nè. Này ta đen này bị nữa rồi. Nhiều quá trời. Chú Thanh ơi, vào đếm đi em. Ván cuối cùng mấy đứa trốn lẹ đi. Lần này mày thấy tao, tôi kêu mày bằng ông cứu nổi. Nãy nghe tiếng sột sột bên đây nè. Tung sao các bạn ơi, mập tự ra luôn, dính mập tung. Giờ sẽ đi qua bển, nghe tiếng sột sột nè, xử lý bên đây trước đi. Nãy giờ dính được có con mập hà, tức rồi. Nãy nghe sột sột bên đây nè, nghe bụi lục bình này nè. Đấy. Ủa, Phúc da đen nè, đâu mà bị bắt lẹ vậy? Chứ nó bụi lục bình đó anh Vinh. Mày nhìn mày mãi cho mày kìa da đen. Vậy nãy giờ là ai tung được? Em
Giờ đi kiếm Ngọc với Tiểu Cường nha. A few moments later. Giờ mình sẽ quan sát xung quanh. Coi có thấy ai không? Không biết ngoài đây có không nữa. À, Ngọc và Tiểu Cường. Dính Cường tung. Thằng Ngọc, thằng Ngọc nó tung trước rồi. Em dính Cường. Còn cưng dính Cường nè. Ôm nãy mày tung đâu? Tung nữa đó. Ở vòng cuối cùng này thì bạn Vũ Thanh là người bắt. Những người nào bị bắt đâu giơ tay lên cho khán giả người ta biết. 1, 2, 3. Hồi nãy em trốn dưới bùi lục bệnh anh dính thú muốn chết luôn á. Còn em hợp muốn chết luôn á. Em là con gái đâu chạy lỡ má này. Còn em dính Cường trốn mà trong cái bụi lùm á. Mũi cắn muốn chết luôn á. Ai mượn mày trốn trong bụi lùm chi rồi giờ ngồi đây than. Nó video này chủ yếu là làm vui thôi nha các bạn. Cho những ai, cho những anh chị, quý phụ huynh nào mà hồi nhỏ đã từng chơi cái trò này rồi, nay mình xem lại nhớ về một cái ký ức tuổi thơ dữ dội đó. Và video đến đây kết thúc được rồi, chứ quay video nào sớm tới giờ chứ thực ra là bắt trốn này đặt á, tổng cộng là 7 cái camera các bạn, 4 cái GoPro, 3 cái điện thoại. Hồi sớm giờ video này có lẽ là ghép là sẽ rất là tốn thời gian. Và hẹn gặp các bạn những video sau nha. Nếu chưa, nếu các bạn yêu thích video này thì hãy đăng ký kênh nhớ. Đúng rồi, đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông luôn nha mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đồng thời team Trái Châu đây, mấy em này tự lập ra một cái kênh tên là Team Tony TV. Đó, cái ảnh avatar nó nằm ở đây nè. Các bạn cũng vào trong đó đăng ký để ủng hộ cho mấy em ở đây có thêm động lực để tạo những video mới nha. Dạ, trời trời này em mệt quá trời à. Anh dẫn team đi uống trà sữa đi. Nếu có uống trà sữa, đợi em thay cái áo này một cái. Vì làm mỗi đứa ly sữa tươi trân châu đường đen hết nha. Rồi. Chứ làm cho em thêm phần này nữa nè. Này là bánh trứng. Rồi làm em phần luôn. Mấy đứa bay tới đây không chọn bàn chọn ghế gì hết á, đứng đó chơi hoài. Sáng giờ chơi bắt trốn đuối quá, mình đứng đây mình quay phim mấy đứa nhỏ không mình cũng mệt. Ăn thì ăn lẹ đi, chép chép hoài ai chịu cho nổi. Cái clip bắt trốn thấy vậy, quay phim mệt và lâu lắm. Giờ bọn mình đang gửi rau trong bánh xèo nha các bạn. Đây là rau nhít cá, rau quế. Đây là rau tí tô nha các bạn. Còn có miếng này nữa xong rồi các bạn ơi, mệt quá. Chưa đâu, còn ba củ nữa là mày. Wow.